an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết đơn vị đã mời làm việc đối với 3 nam thiếu niên mang theo hung khí di chuyển trên đường, gây hoang mang, bức xúc cho người dân. Đó là Nguyễn Trọng Duy, 16 tuổi, Huỳnh Văn Nhớ, 17 tuổi và Trần Thuần Huy, 14 tuổi, cùng trú tại phường Mân Thái, quận Sơn Trà. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do Duy có mâu thuẫn từ trước với một thanh niên trên Facebook nên đã hẹn đến chân cầu Rồng để đánh nhau. Trước khi đi, Duy mang theo một cây dao cán dài, đồng thời rủ Nhớ và Huy cùng tham gia. Sau đó cả ba đi trên hai xe máy hướng về cầu Rồng. Tuy nhiên, khi đến điểm hẹn, ba đối tượng không gặp được đối thủ nên tiếp tục di chuyển qua nhiều tuyến đường trên địa bàn quận Sơn Trà và Hải Châu. Khi đi đến phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà thì gặp một thanh niên lạ mặt điều khiển xe máy nên đuổi theo. Sau khi áp sát, Duy dùng dao chém vào phần sau xe làm rơi biển số xe của thanh niên trên. Hiện công an quận Sơn Trà đang tiếp tục củng cố hồ sơ, đề xuất xử lý ba đối tượng theo quy định của pháp luật.